có những bạn trẻ chỉ kịp lấy giờ ăn trưa đến tham dự vài vòng rồi vội vã trở lại sở làm. Có người bận làm ăn chỉ ghé lại tặng cách nước hoặc bánh trái mà thôi. Ngoài người Việt, cuộc biểu tình còn có sự góp mặt của những người thuộc sắc dân khác. Tất cả mọi người như gần gũi gắn bó với nhau hơn trong quyết tâm đòi hỏi dân chủ và công bằng được thực thi tại San Jose. Cuộc tranh đấu càng trở nên quyết liệt hơn với cuộc tuyệt thực của anh Lý Tống từ ngày 15 tháng 2 năm 2008. Thông cáo báo chí đề ngày 19 tháng 2 năm 2008 do phong trào cử tri San Jose đòi dân chủ đưa ra một bản tin làm chấn động dư luận. Trong cuộc phỏng vấn ngày 31 tháng Giêng năm 2008 trên đài truyền hình Việt Nam Tự Do của ông Nguyễn Mạnh, nghị viên Forrest Williams đã lặp đi lặp lại nhiều lần rằng bà Madison đã thảo luận và hỏi xin sự giúp đỡ của ông ta trong việc đặt tên cho khu thương mại Việt Nam trước ngày điều trần 20 tháng 11 năm 2007. Ông William đã hứa rất rõ ràng rằng ông sẽ ủng hộ bà trong việc đặt tên. That's the key to letting her make that decision. She asked for my support. I gave it to her. She wanted to make the decision. If the wrong decision was made in terms of the acceptability of that decision, then she has to deal with that. So she asked for your support prior to the 20th? That was early on. Sự tiết lộ này gây bối rối và xấu hổ cho hội đồng thành phố, khiến luật sư thành phố phải khuyến cáo rằng hội đồng thành phố nên hủy bỏ ngay quyết định chọn tên Sài Gòn Business District đã được biểu quyết ngày 20 tháng 11 vì đã vi phạm luật Brown Act, là luật tiểu bang ngăn cấm các viên chức dân cử lôi kéo đa số quá bán ủng hộ mình trước khi có cuộc họp mở rộng cho công chúng. Qua sự việc này, chứng tỏ Madison đã cố tình giết chết tên Little Sài Gòn bất chấp luật lệ của tiểu bang. Thông báo từ văn phòng thị trưởng Chuck Reed cho biết ngày 4 tháng 3 năm 2008 sẽ có một cuộc điều trần thứ hai về vụ đặt tên khu thương mại. Cư dân Việt ở San Jose tràn trề hy vọng khi nghĩ rằng tên Sài Gòn Business District đã bị hủy bỏ vì phạm luật Brown Act thì tên Little Sài Gòn chắc sẽ được chấp thuận. Để tạo khí thế cho buổi điều trần, một cuộc tập hợp biểu dương vĩ đại đã được phong trào cử tri San Jose đòi dân chủ phối hợp với các đoàn thể trong cộng đồng tổ chức ngay trước tiền đình tòa thị chính San Jose, nơi mỗi thứ ba đen vẫn biểu tình. Khoảng 10.000 đồng hương Việt Nam từ San Jose và các vùng phụ cận gần xa tuôn đến đông nghẹt, có nhiều phái đoàn từ Nam Cali lên để khích lệ tinh thần đoàn kết cho tên Little Sài Gòn. Trả lại tôi tên gọi Sài Gòn, tên phố tên phường tôi đã nghe quen, hòn ngọc viễn đông vang vọng một thời, Sài Gòn dấu yêu còn đầy kỷ niệm, mãi mãi muôn đời không thể thay tên. Hãy trả lại tôi tên gọi ngọt ngào. Buổi điều trần tối 4 tháng 3 năm 2008 là một đêm dài nhất với người Việt ở San Jose. Chứng cớ về sự toa rập bất chính giữa bà Madison Nguyễn với ông Tăng Lập qua những email từ cơ quan tái thiết thành phố RDA và bà nghị viên được chiếu lên màn ảnh cho công chúng xem. Bà nghị viên khu vực chính là Judy Choco đã lên tiếng xin lỗi cộng đồng Việt Nam và cho rằng thành phố đã mishandled, đã hành xử sai lầm trong việc đặt tên này. Hàng trăm người đủ mọi thành phần, mọi lứa tuổi, mọi sắc dân
đã lên tiếng phát biểu trước hội đồng thành phố. Council member, my name is Paul Lee. I would like to thank the City Council to honor the Vietnamese community in this special event. And this tonight, I would like my children to remember that their grandparents came to this country for freedom, human right, and democracy. So let's call it as it is, Little Saigon. Thank you for your time. Gang. City of San Jose. The first generation, my parents, my auntie, my uncle, my grandparents, everybody immigrated to America. We lost everything. I'm sorry, let me repeat it once again. Everything. So all I ask you is please give us Little Saigon. Thank you. Dang and An Le. Good evening, council members. My name is Sammy Castillo, and I support the name for Little Saigon. I have been with these people marching out here from day one, and I've got to know them very well. And I think deep in their hearts, they need this name, Little Saigon, because it reminds them a lot of their homeland and what they've lost. And this is why I'm supporting Little Saigon, and I urge you to please name it Little Saigon and vote for it tonight. Thank you very much. Please help us vote Little Saigon tonight. Please, please, please. Three and Phung Cam Tran 54. Good evening, council members. My name is Bianca DeCastro. I'm a student at San Jose State University. I believe that earlier the Little Saigon supporters were referred to as a small group. As you can see, this is not a very small group. And March 2nd, it wasn't a very small group either. The deep meaning behind the name is a representation of hope, and I respectfully request that you end this tonight in favor of the majority and vote Little Saigon. Okay, Perry McIntyre, 53. Hi, I'm Perry McIntyre, and I'm a San Jose State student, and I've never been up here before, but you guys aren't as scary as you may seem. I think if you had the chance to sit amongst the people behind me, you would really feel the passion that these members of the community have for the issue at hand today. I know it may seem really exhausting, but to be honest with you, I've never witnessed something so beautiful in my entire life. So I sit every week in political science, every Tuesday and Thursday, hoping that what my teacher tells me is someday going to be true about America and democracy and the freedom that we get here. So I'm just hoping today that the democracy is as powerful as my textbook is constantly telling me over and over again. So I hope you reconsider and vote for Little Saigon. Thank you. 71, Anthony Pham, and then 72, Jonathan Lee. Good evening, and I'm here to support Little Saigon, and I would like to point out the fact that it is true that there is a Little Saigon in Westminster, but it could also be true for San Jose, because throughout the whole nation, we can have a Little Saigon everywhere, and Vietnamese across America, we can be united together as one. My name's Sarvin, and I'm 5 years old. And I want Little Saigon. Good evening, everybody. My name is Lena Tu, and I support Little Saigon. Đại đa số đều tán thành tên Little Saigon. Anh Lý Tống với thân hình ốm hẳn đi, sau 20 ngày tuyệt thực cũng gắng có mặt để đòi hỏi tên Little Saigon.